đường mòn sau cơn mưa chiều, anh ôm đàn diều em đi dưới trăng. Ta đứng yên nghe rừng thì thầm, ta ngước trong sao trời thật gần. Anh ôm cây đàn, anh buông tơ trầm, em ca bài quê hương thành bình minh tới anh đưa em về Lào. Này bà con đón kia anh em chào mừng, thôn quê tưng bừng muôn chim reo hò, thăm người vừa về sau chiến tranh. Chắc chắn là khi mà sau 30 tháng 4 thì những cái sự thật càng ngày nó càng nổi dậy thôi. Nên khi mà thấy cái người cộng sản nó bắt đầu đi vô, phải không? Bắt đầu với những cái chi tiết mà họ đòi hỏi nơi người lính cũ thì nó như thế nào, thế nữa có thể chia sẻ một xíu. Cái đầu tiên là một cái mình không thể chấp nhận được là người ta gọi mình là ngụy, đúng không? Vâng. Đầu tiên là người ta bước chân vào là người ta gọi mình là ngụy quân, ngụy quyền, người ta coi mình như là cái đồ giả dối, gian manh, sống ăn bám đó. Một cái điều đó là một cái điều là không chấp nhận được rồi. Đó, sau đó là gì anh? Sau đó là tuyên bố kêu gọi là đi ra trình diện để đi học tập cải tạo. Quận cấp úy thì đi học tập cải tạo 10 ngày, cấp tá thì 30 ngày. Đúng không? Đúng. Thì trong khi mà sắp sửa đi đó, những cái ngày tháng đầu tiên đó, thì mọi sự nó đều đảo lộn hết. Đó, những người chung quanh mình thì không biết ai là thật, ai là giả. Bởi vì anh thấy là không biết anh có ở qua cái giai thời kỳ như vậy không, nhưng mà bất chợt chung quanh mình tự nhiên mình thấy có những người hồi xưa tới giờ họ là hàng xóm của mình, bây giờ họ đeo băng đỏ, họ chở cờ, đúng không? Có những người hồi đó mình gọi là chở cờ đó, thì bây giờ mình không biết là ai là những người mình tin tưởng được, ai là những người có thể đâm thọc mình bất cứ lúc nào. Thành ra nói chung là cuộc sống của tất cả mọi người đều trong một cái tình trạng rất là hoảng hốt, rất là bất an, bởi vì mình không biết là ngày mai mình sẽ như thế nào. Đó, đối với gia đình Thiên Hương đó, thì thứ nhất là mình là dân đã chạy cộng sản một lần, là mình đã biết sợ. Thứ nhì, mình biết sự thật nó là như thế nào, không có ngây thơ như một số người còn tưởng là giải phóng miền Nam, là mang tự do hạnh phúc đến cho nhân dân. Thứ ba là mình nghĩ ít nhất mình có hai cái, gọi là hai cái mà nằm trong sổ bìa đen. Thứ nhất là đã chạy bỏ họ một lần, thứ nhì là lại làm trong chính quyền trước chế độ. Thì mình không biết là mình là con cá nằm trên thớt, họ có thể chém mình bất cứ lúc nào. Thì bất chợt một ngày trước khi chưa tới ngày trình diện để mà đi học tập cải tạo, thì có một buổi sáng tinh mơ, buổi sáng sớm, thì tự nhiên có một cái đội bộ đội rất là đông, cũng phải khoảng là 8-10 người đó, ập vào nhà của mình. Mà họ đi, mỗi người thì họ mang cái súng AK, và có hai người thì họ vác ở trên vai, một người đi đầu, một người đi sau. Họ vác trên vai của họ một cái khẩu súng gì đó mình không biết, dài như vậy, mà phải hai người đi mình kê ở trên vai của mình, bước ập vô nhà của Thiên Hương đó. Thì họ vào và họ lôi bắt bố của Thiên Hương đi, áp giải ông cụ đi. Ông cụ đi giữa, họ đi chung quanh áp giải như vậy, đi giữa phố như vậy. Thì tụi này rất là hoảng hốt, rất là mẹ của Thiên Hương rất là hoảng hốt, không biết là họ mang ông cụ đi đâu làm gì, tại vì rõ ràng là chưa tới ngày trình diện. Thì trong khi ông cụ vừa mới đi ra được một lúc thì mẹ mới hết hồn, mẹ mới bảo là phải chạy theo, tại vì họ cũng chỉ đi bộ thôi. Thì chị của Thiên Hương lúc đó, chị lớn nhất trong cái đàn 7 đứa còn lại đó, chị tên là Phương Nam, tại vì chị sinh năm 1955, ngay sau khi di cư vào Nam. Thì chị lấy chiếc xe đạp, chị chạy, và Thiên Hương nhảy lên, ngồi ở sau lưng, và hai chị em đạp một lúc thì bắt theo kịp cái đoàn người. Và thấy họ đưa bố của Thiên Hương vào trong một cái ngõ, và đưa vào một căn nhà ở cuối ngõ. Thì tụi này chỉ biết là đứng ở ngoài đợi. Thì bất chợt nghe tiếng của bố Thiên Hương nói rất là to. Ông cụ hồi xưa tới giờ nói chuyện rất là lớn, rất là to.
biết mà nói giỡn một chút xíu, nhà này nhiều con gái mà. Thành ra hồi xưa mà mấy ông bạn trai mà tới ngấp nghé mấy bà chị, chỉ cần nghe tiếng của bố Thiên Hương kịp mũi một cái là hết hồn hết vía. Là anh biết ông bố rất là oai phong. Đó thì tụi này cũng nghe văng vẳng từ ở trong cái căn phòng đó. Bố của Thiên Hương nói là tại sao các anh lại lôi tôi đi? Chưa tới ngày trình diện học tập cải tạo, ông cụ nói rất là lớn. Thì ở bên kia thì họ lại nhỏ nhẹ. Họ thấy mình nói to thì họ lại nhỏ nhẹ. Thì họ chỉ nói là chúng tôi chỉ muốn đến để nhắc nhở anh đừng có quên ngày đi trình diện học tập cải tạo. Chỉ nhắc nhở thôi chứ không muốn làm gì cả. Và chỉ vậy thôi. Họ thả về. Không phải là họ thả về mà họ lại hộ tống mình đi về nhà trong cái tình trạng như vậy. Đó thì họ chỉ muốn dằn mặt, suy nghĩ như vậy. Họ chỉ muốn dằn mặt là đừng có hòng mà trốn. Đừng có hòng mà tẩu thoát. Tới ngày thì phải đi ra trình diện. Nghĩ là mục đích họ làm, là mục đích là như vậy. Đó thì cũng hú hồn một trận. Tại vì thử nếu mà họ đưa vào đó họ bắn một phát thì mình cũng chẳng làm gì được. Đó, thì cũng có những người bị như vậy anh. Sau này mình đọc những cái câu chuyện ở những miền quê, ở những tỉnh lẻ, thì có biết bao nhiêu người lính, những quân nhân cũ của chế độ cũ đã bị thủ tiêu như vậy. Không phải là chuyện không có. Chắc cái Thiên Hương bạn khi mà thương bố mình như vậy mình sẽ phải đến một cái ngày mà chắc khó quên là cái ngày là phải đi. Dạ vâng. Nhớ cái ngày nó như thế nào? Thì sau đó vài hôm thì bố của Thiên đi học tập. Vâng. Đi trình diện cũng như bao nhiêu người khác. Thì đi trình diện và 10 ngày trôi qua và 1 tháng trôi qua và nhiều tháng trôi qua. Ở nhà không có tin tức gì cả. Có biết bố đi đâu? Không hề biết. Mà đâu. Không hề biết. Một thời gian dài không hề biết là đi đâu làm gì. Người ta mang đi đâu, người ta thủ tiêu hay là người ta mang đi đâu. Không hề có tin tức gì cả. Mãi sau này thì cũng như là anh nhớ là Thiên Hương có nói là gia đình của Thiên Hương là gia đình duy nhất di cư vào Nam. Còn các em của mẹ của Thiên Hương vẫn ở lại ngoài Bắc năm 54, không có di cư. Các chị của bố của Thiên Hương cũng ở lại ngoài Bắc năm 54. Gia đình của Thiên Hương là gia đình duy nhất di cư và mẹ của Thiên Hương chỉ mang theo có một người em út. Như coi như con của mình, tại vì em mà nhỏ như con mà ông bà ngoại thì mất sớm, thì mang theo là chỉ có hai chị em đi vào Nam với chồng thôi. Chứ còn hoàn toàn gia đình nội ngoại ở lại ngoài Bắc hết. Đó cho nên lúc đó, đó thì mình cũng có được một tí xíu, nghĩa là tai mắt còn lại ở miền Bắc để mà đi tìm, để mà dò hỏi, để mà tìm tin tức. Thì biết được là bố của Thiên Hương đã bị mang ra ngoài Bắc rồi. Đó thì sau đó thì nhờ cái sự dàn xếp của mấy cậu, thì mấy cậu ở ngoài Bắc lâu năm và những ông này kia ngày xưa cũng có công kháng chiến chống Pháp này kia, thì cũng có giúp để mà giúp cho gia đình có cơ hội để đi vào thăm. Thì Thiên Hương cũng đã được đi vào thăm cha ở trong cả trại cải tạo. Từ Nam ra Bắc. Từ Nam ra Bắc. Vâng. Đó thì cái thời kỳ đó là khoảng năm 1978. Thì trước khi được đi thăm bố thì nó có một cái biến cố lớn hơn xảy ra ở nhà. Thì chắc anh cũng nhớ là thời kỳ đó khi mà mình vào đó thì những cái xáo trộn đầu tiên là vấn đề Việt Nam. Đầu tiên là có một cái buổi giới nghiêm, tất cả mọi người đâu phải ở đó, xong rồi đổi tiền. Đổi tiền. Qua một đêm thì tất cả mọi người thành bần cô nông hết. Tất cả đều thành vô sản hết. Tại vì cho dù mình giàu nghèo như thế nào, tất cả mọi người đều chỉ có 200 đồng trong tay mà thôi, bằng nhau. Và sau đó được vài năm thì một cái trận càn quét thứ nhì là kiểm kê tài sản và đuổi đi kinh tế mới. Thì mang tiếng là kiểm kê tài sản, đánh tư sản mại bản. Nhưng mà những gia đình như gia đình của Thiên Hương thì không phải là tư sản mại bản. Hồi xưa tới giờ bố của Thiên Hương là quân nhân và mẹ thì chỉ có buôn bán nhỏ thôi. Đó, một cái tiệm tạp hóa bình thường. Và khi mà bố của mình đi học tập thì cả gia đình sống bằng cái tiệm tạp hóa đó. Đó, thì cũng bị nửa, nghĩa là bất chợt đùng vô nhà và họ chiếm cái nhà của mình, tức là cái khu sinh hoạt chính của gia đình của mình thì bị họ đóng ở đó
và mình thì phải ở những cái nơi khác để mà họ kiểm kê. Thì những cái gì mình để họ nghĩ là những cái nơi mà mình để cất đồ đạc chính thì họ vô ập cái họ vô họ chip, thì mình phải không có trở tay gì kịp hết. Thì họ ở nhà mình mấy ngày để mà họ đong, họ đếm, họ đo, họ chở đi hết tất cả những cái gì họ muốn chở. Muốn lấy cái gì thì lấy, muốn chở thì cái gì thì chở. Mấy xe như vậy, họ cứ chở hết đồ của mình đi. Đó, thì trong cái thời gian họ đóng ở nhà của mình như vậy đó, thì mẹ của Thiên Hương đó vơ vét được một tí xíu đồ những nữ trang mà họ chưa có kịp rờ tới. Thì bà cụ dúi vào tay của Thiên Hương. Đó, thì lúc đó Thiên Hương và một người chị trên là chị Quỳnh Mai, thì hai chị em lúc đó trèo lên trên sân thượng. Tại vì lúc đó mình không đi ra, mình đi ra người ta gác ở ngoài cửa rồi. Mình đi ra thì mình cũng không đi ra được, mà nếu mình đi ra thì cũng phải tay trắng, chứ không mang cái gì đi ra được hết. Thì hai chị em mới trèo lên trên sân thượng. Thì lúc đó anh biết, lúc đó mình không hiểu tại sao mình lại gan như vậy. Lúc đó mình cỡ 15 tuổi. Thì cái nhà của mình là 4 tầng. Cái nhà bà hàng xóm bên cạnh là 3 tầng. Và có một cái sân thượng ở trên. Thì Thiên Hương đó, chính mình đó, là người trèo từ cái sân thượng nhà của mình 4 tầng qua cái sân thượng nhà của bà hàng xóm 3 tầng. Nếu mà mình té một cái thì mình rớt xuống đất. Để cầm được cái số tiền đó mà chạy. Vâng, mình đi qua cái nhà hàng xóm, thì cái nhà hàng xóm họ có một cái nhà của họ thì họ có một cái sân nước và thẳng lên 3 tầng thì nó giống như một cái skyline của mình bây giờ đó, thì nó hở như vậy. Thì bà chị của Thiên Hương thì vẫn đứng ở bên nhà của mình, Thiên Hương thì trèo qua nhà hàng xóm và bà chị ngóc cái đầu qua như vậy, và tụi này nhìn xuống thấy bà hàng xóm bà đi tới chỗ đó thì tụi này ném một cái bịch đó xuống, và bà nghe tiếng động rồi bà ngóc lên, ngóc cổ lên bà nhìn. Thì tụi nhìn bà và xá bà mấy cái như vậy. Rồi mình đi về. Thì lúc đó là mặc cho số phận thôi. Nếu người ta giữ cho mình thì mình còn, người ta không giữ thì mất, chiếc sau gì cũng mất vậy thôi. Đó, thành ra sau đó thì coi như là tất cả đều mất hết. Và may mắn là cái bà hàng xóm đó, một người rất tốt, bà đã trả lại hết tất cả những đó cho gia đình. Dạ, và chúng tôi sẽ trở lại trong buổi nói chuyện với lại bác sĩ Thiên Hương trong chốc lát. Em vẫn mơ một ngày nào quê dấu yêu không còn cổng thu, trên con đường mòn sau cơn mưa chiều anh ôm đàn diều em đi dưới trăng. Ta đứng yên nghe rừng thì thầm, ta ngước trông sao trời thật gần, anh ôm cây đàn, anh buông tơ trầm, em ca bài quê hương thanh bình. Rồi bình minh tới anh đưa em về Lào, đây bà con đón kia anh em chào mừng, thôn quê tưng bừng muôn chim reo hò, tám mừng người vừa về sau chia.